Thì anh nha. Cá nữa hả? Con cá đã. Trông nó vẻ em đềm quá nhỉ, quay như này trông nó em đềm quá nhỉ. Đúng rồi, cái này thì không thể thấy được. Anh làm gì đây? Quay video không thể thấy được. Tay mình rung như quá lắc ừ, sợ quá lắc ừ. Thì đồ cầm này nó rất không biết không? Rớt xong rớt. Lo gì anh đi em dẫu lấy cái máy cơ đi em ơi. Máy chụp hình cơ á. Sao vô được? Giờ đi vô đi, nó ở đâu? Hôm mượn đi làm thầy đó rồi. Gọi sai đấy. Bước ra đây mà không có nón là sai. Không, anh ra có nhưng mà lại đây là nhân hồ tịch thu rồi. À, vậy là mấy anh chuẩn bị về đúng không? Mấy anh chuẩn bị về. Đó, lấy làm tờ đó rồi. Nãy giờ nửa tiếng chưa? Ô, từ 6 giờ hơn chứ. Chương cái cài luôn. Cái dây luôn kinh rồi. Nó tuột mạng nó kia rồi, cái kia nó quay rồi kìa. Nào. À, tài quay đúng rồi. Rồi quay luôn. Tài dây rồi hả? Rồi quay luôn, dây nó tuột luôn. Đâu nó thả dây đầu kia nó tuột mà. Em thấy nó tuột dây đó. Dây nó thả tự do rồi. Mà tời máy cạnh tời máy cái đó mà còn không thiếu tàu rồi. Đâu, tuột bằng dây kìa. Lần đầu đấy, thì lần đầu gặp đúng rồi em. Nó thả dây luôn mà. Thả dây thôi. Thả dây mà. Hẹn chế tới buông thả thôi. Giữ luôn được. Nó đâu có dám giữ đâu mà. Giữ, thả đó, buông hết. Xong. Cho vào đi, vào ngồi trong phòng nghỉ chứ ở ngoài này này không được rồi. Dầu khí đây. Đây là hoạt động thăm dò dầu khí đây. Phát biểu vài ý kiến đi được. Anh cho biết cảm nghĩ về chuyến đổi ca. Ngoạn ngoạn ngoạn.
đau lòng quá, đóng rồi kinh thưa kinh khủng, quả thật là đau lòng. Cười duyên nào, cười thấy không duyên lắm, cười duyên như thế nào biết không? Em biết cái gì đâu, thế thì không được, không làm diễn viên được rồi. Cười duyên vào, cười điệu vào. Anh em mình vào lại đánh bóng bàn đi. Tàu này không cầm được rồi thôi. Nó làm nó lắc quá, nó loạn quá. Người ta coi nó giờ qua bên mua hát nó cầm không được đâu, bây giờ như thế là không được nói rồi.